Dạ, xin chào tất cả cô chú anh chị và các bạn đã quay trở lại kênh của em nha, Hà Vinh Vlog. Thì buổi trưa ngày hôm nay là thứ sáu, ngày 21 tháng 6, em cũng tiếp tục có mặt tại nhà chị Hồng Loan để cập nhật một số thông tin gửi đến cho quý cô chú anh chị và các bạn yêu thương chị Loan được biết nha. Thì mới đây cô chú là chị Bùm Bùm cũng có chia sẻ một cái bài viết là nói thẳng mặt là cái anh thám tử lùng này nha cô chú. Thì hiện tại bây giờ cô chú anh chị phải nói rằng là cái anh thám tử lùng này ảnh thường xuyên là theo dõi từng cái bước đi của chị Bùm Bùm và chị Hồng Loan nha cô chú. Thì ngày hôm qua cô chú anh chị là chị Bùm Bùm nè, rồi chị Loan và anh Thành Mỹ nè và anh Phương cũng có một cái chuyến đi chơi ở ngoài Côn Đảo cô chú. Rồi cái anh thám tử lùng này anh nói rằng là cái nhóm chị em đó nó ra khỏi cái căn nhà số 5 Đồn Thị Điểm rồi, là nó có quay lại được cái căn nhà này hay không. Thì chị Bùm Bùm rất là bức xúc luôn, cho nên là buổi trưa ngày hôm nay chị Bùm Bùm cũng có lên một cái bài viết với cái nội dung là như sau. Em cũng xin phép là được đọc, được gửi đến cho tất cả cô chú anh chị và các bạn yêu thương chị Loan được nghe nha. Dạ, tụi em về Sài Gòn rồi, vào nhà số 5 luôn rồi ạ. Em thông báo nhẹ nhàng đến các anh chị, hôm qua nay vô hỏi, đi rồi coi chừng không về được. Hay lúc nào cũng quan tâm đường đi lối về của tụi em mãi yêu. Đó cô chú, thì vừa rồi là cái bài viết ngắn của chị Bùm Bùm cũng có là lên tiếng nói về là cái anh thám tử lùng này nha cô chú. Thì ở dưới cái bài viết này cô chú anh chị là có hai cái comment nói về cái căn nhà số 5 Đồn Thị Điểm và anh thám tử lùng nha cô chú. Thì em xin phép là được đọc cái comment này luôn. Đã có một số người ra khỏi nhà số 5 đã không được quay trở lại mãi mãi. Đó cô chú, thì vừa rồi là cái comment thứ nhất là nói là cái nhóm rời khỏi nhà số 5 là hiện tại bây giờ là không quay lại được cô chú. Đó là mẹ con của cô cháu gái nha cô chú anh chị. Rồi thì em cũng xin phép là được đọc luôn cái comment thứ hai nha cô chú. Có thám tử theo dõi mỗi bước đi của ba chị em mãi yêu thám tử. Đó cô chú. Thì cái comment thứ hai là của một nick là tên là Bình Yên nha cô chú. Thì phải nói rằng cô chú anh chị, hiện tại bây giờ là bên phía nhóm vay xe là nhất là cái anh thám tử lùng này, anh thường xuyên là theo dõi từng cái nước bước của chị Hồng Loan và cái gia đình của chị Hồng Loan nha cô chú. Đó là đi đâu là nó cũng soi mói, nó nói rằng là nó sẽ tìm mọi cái chứng cứ đỡ rằng là nó hạ bệ chị Hồng Loan và chị Ni. Thì đến cái thời điểm hiện tại bây giờ cô chú anh chị phải nói rằng là chị Hồng Loan cũng rất là bức xúc về cái anh thám tử lùng này luôn. Bức xúc đến nỗi mà chị Loan cũng có là làm một cái đơn để gửi đến tòa án thành phố Hồ Chí Minh nha cô chú, là kiện cái anh thám tử lùng này vì cái tội xúc phạm đến cái căn nhà số 5 Đồn Thị Điểm và xúc phạm những người trong gia đình số 5 Đồn Thị Điểm nha cô chú. Chứ đâu có thở nào mà đỡ cái anh thám tử lùng này, anh muốn làm gì là anh làm nha cô chú. Thì phải nói rằng cô chú anh chị là chị Loan cũng có chia sẻ một cái bài viết ngắn cô chú, là nói về cái ngày 23 tháng 6 này là chị Loan cùng với chị Ni và chị luật sư Tuyết Ngọc cũng sẽ có một cái chuyến đi về Hậu Giang nha cô chú. Đó là đỡ là gặp những người ở dưới đó, rồi tìm kiếm những cái thông tin đỡ chuẩn bị là sắp tới đây cô chú anh chị là sẽ kiện cái anh thám tử lùng này về cái tội là xúc phạm đến cái căn nhà số 5 Đồn Thị Điểm nha cô chú. Đó thì quay trở lại cái câu chuyện drama của nhà chị Hồng Loan cô chú anh chị, thì hiện tại bây giờ là phải nói rằng là nó rất là gay cấn luôn cô chú. Đó thì mới đây cô chú là mẹ con của cô cháu gái khác họ này ăn nhờ mà đòi đồng sơ hở cái căn nhà cô chú. Thì hiện tại bây giờ là nó cũng tiếp tục là nó lên một cái bài viết nó thách thức đến chị Hồng Loan nha cô chú. Nó nói rằng là chị Hồng Loan là một đứa con nuôi, một đứa con không rõ nguồn gốc, mà làm cái gì, lấy được cái cơ sở gì mà đỡ đến ngày 26 tháng 6 này là sẽ ra tòa và lấy lại cái bản viền BH rồi cái hình ảnh của cố là sĩ nha cô chú. Nhưng mà thực tế mà nói cô chú anh chị, cái cô cháu gái này hiện tại bây giờ là nó không chấp nhận sự thật cô chú. Chứ ở trên cộng đồng mạng là ai cũng biết chị Loan là con của cố là sĩ, thì chị Loan được viền là thừa hưởng
những cái gì mà cố nghệ sĩ đỡ lại nha cô chú. Đó, như là trước mắt là cái căn nhà số 5 Đoàn Thị Điểm này, thì hiện tại bây giờ là chị Loan cùng với anh Thái nè, và chị Bùm Bùm và anh Thành Mỹ và anh Phương thì cũng đang là ở trong căn nhà này để buôn bán hàng, chứ đâu phải là như cô cháu gái này hiện tại bây giờ cứ lên những cái bài viết rồi thách thức. Ủa, mình thách thức người ta mà hiện tại bây giờ là phải nói rằng là mẹ con mình cũng đã là chính thức là rời cái căn nhà số 5 Đoàn Thị Điểm này đi rất là lâu rồi cô chú. Rồi còn đỡ lại những cái số đồ đạc ở lại thôi, chứ đâu có mà ở lại được đâu cô chú anh chị. Mà hiện tại bây giờ là nó cũng rất là ngênh ngang luôn cô chú, nó thách thức luôn. Đó thì ngày hôm qua cô chú nghĩ sao cái cô cháu gái khác họ này nó cũng lên một cái bài viết á, là nó xúc phạm đến chị Hồng Loan và chị Bùm Bùm. Nó nói rằng chị Hồng Loan và chị Bùm Bùm chơ người ta thì nhìn lại mình đi, nhìn lại mình thấy gớm. Ủa mà gớm gì cô chú anh chị? Phải nói rằng là chị Loan hiện tại bây giờ là sinh 5 đứa con nha cô chú. Nhưng mà nhìn chị Loan với lại là đứa cháu gái khác họ này hiện tại bây giờ là nó khác nhau nha cô chú. Chị Loan thì càng ngày là càng xinh tươi và đẹp ra, còn cái cô cháu gái này thì càng ngày là càng tàn tạ nha cô chú. Tại vì nó suy nghĩ nhiều nè, nó tìm cái cách nào để chuẩn bị là đến ngày ra tòa, rồi nó sợ rằng là sẽ thua, rồi sẽ đến dọn đồ rồi nhục nhã cô chú. Đó, rất là bức xúc về cái cô cháu gái này luôn cô chú anh chị. Nghĩ sao mà đi chơi chị Hồng Loan, thấy chị Hồng Loan hiện tại bây giờ là rất xinh tươi. Đó, đi đâu thì được mọi người yêu thương, chứ đâu phải là như cái cô cháu gái khác họ này hiện tại á, bây giờ là đi đến đâu là người ta ghét đến đó nha cô chú. Đến nỗi mà bán cái quán hủ tiếu Bảo Viên này nè, hiện tại bây giờ là cũng không ai ăn luôn. Đó, hồi sáng này cô chú phải nói rằng là cũng có một cô gần nhà chị Hồng Loan luôn, cũng đi chợ đi ngang qua cái quán hủ tiếu Bảo Viên đó, cũng nhìn vào luôn, nói rằng tao chỉ thấy mẹ con nó ngồi đó với lại là cái chị giúp việc thôi, chứ còn đâu có ai vô ăn đâu. Đó, tại vì nó rất là tham lam, cho nên là ai cũng ghét hết đó cô chú anh chị. Đó, đến nỗi mà bà con làng xóm ở gần cái quán hủ tiếu Bảo Viên luôn á, mà thấy mặt mẹ con của cô cháu gái này mà cũng ghét luôn, là nói chi mà cộng đồng mạng là ở xa nữa cô chú. Đó, mình ăn ở như thế nào đó là mình được cộng đồng mạng yêu thương chứ. Đâu phải là mình ăn nhờ ở đậu rồi mình muốn là chiếm đoạt cái căn nhà số 5 Đoàn Thị Điểm này luôn đâu. Ủa đâu ra cô chú? Cứ nói rằng cậu tôi hứa, cậu tôi cho nhà, cho xe. Ủa hứa thôi chứ làm gì? Bây giờ mày muốn cậu cho đào lỗ chôn mày xuống dưới theo cậu luôn, rồi mày xuống dưới mày đòi. Đó, rất là bức xúc về cái cô cháu gái này luôn cô chú anh chị. Thì buổi trưa ngày hôm nay là em cũng chia sẻ một cái bài viết của chị Bùm Bùm, thì cũng nói về cái câu chuyện là ra cái căn nhà số 5 Đoàn Thị Điểm rồi thì có được quay trở lại không cô chú. Thì vừa rồi là chị Bùm Bùm cũng có là lên tiếng đáp trả là cái anh thám tử lùng này với lại là mẹ con của cô cháu gái nha cô chú. Dạ thôi giờ em xin phép cô chú anh chị và các bạn em kết thúc video tại đây nha. Hẹn gặp lại cô chú anh chị và các bạn trong video sau nha. Dạ em chào cô chú nha.